Mắt ưa xem sắc đẹp, tai ưa nghe tiếng hay, mũi ưa ngửi hương thơm, lưỡi ưa đồ ngon béo, thân ưa sự sung sướng, ý ưa chức phận cao. Nhưng mà giờ này nhẫn tâm rồi thì nhãn không ưa xem sắc đẹp, tai không ưa nghe tiếng hay, mũi không ưa ngửi hương thơm, lưỡi ưa không ưa đồ ngon béo, thân không ưa sự sung sướng, ý không ưa chức phận cao, thì lúc bây giờ chúng ta an lạc chứ còn gì nữa quý vị. Cho nên ngày nào, ngày ngày chúng ta đều an lạc hết, bởi vì mình đâu còn ô nhiễm. Sở dĩ giờ này tôi và quý vị chúng ta chưa an lạc là do đâu? Là do chúng ta chưa nhẫn tâm. Tâm chúng ta chưa nhẫn. Tâm chúng ta còn chạy theo lục căn bên ngoài, tâm chúng ta còn chạy theo danh, theo lợi, theo tình bên ngoài. Dầu rằng mình đang là người tu, ở đây tôi nói trong khuôn khổ người tu, người đời tôi chưa nói. Dầu rằng chúng ta là người tu, nhưng mỗi đồng đạo nên dòm bên trong mình đi quý vị. Mình dòm kỹ bên trong mình đi, tâm mình nó chưa có thuần nhất. Tâm mình nó còn chạy theo danh, theo lợi, theo tình. Tâm mình còn chạy theo lục trần bên ngoài. Chính vì vậy cho nên mình mới chưa an lạc. Nghĩ việc đời xưa gặm việc nay, ai người truy kỷ ai là ai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị thân hào nhân sĩ, kính thưa quý vị thiền hữu tri thức, kính thưa quý vị cao niên kỹ trưởng trong đạo, kính thưa cụ ông, cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo thân kính. Trong buổi tìm hiểu ý nghĩa giáo lý Phật giáo Hòa Hảo ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ qua một đề tài quen thuộc, gần gũi, và đặc biệt đề tài này luôn đồng hành với chúng ta trong cuộc đời hành đạo của mình, đó là chữ nhẫn trong đạo Phật giáo Hòa Hảo. Thì kính thưa quý vị, trong những năm làm nhiệm vụ từ xưa đến giờ thì chúng tôi cũng đã trình bày rất là nhiều qua cái chuyên đề chữ nhẫn này, và hôm nay cũng thế. Thì bởi vì thấy được cái điều quá lạ lạc trong cái lộ trình tu hành của chúng ta, nếu như ngay giờ này người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mà chúng ta không có học được chữ nhẫn của thầy mình thì trên đường tu mình sẽ vô cùng hụt hẳn. Bởi vì dầu rằng chúng ta có hành đạo, có công phu, có niệm Phật, có làm từ thiện, tuy nhiên mà mình vẫn còn cái tính nóng nảy, chưa hàng phục được cái lòng sân hận của chúng ta thì con đường đạo hạnh còn rất là xa vậy. Chính vì lý do đó cho nên hôm nay thì chúng tôi cũng xin nhắc lại, cũng như các lần trước, chúng ta sẽ chia sẻ qua cái chuyên đề chữ nhẫn mà Đức Thầy đã dạy qua cái bài thi Bất Nhẫn. Thì dù rằng là chúng tôi trình bày cái đề tài này nhiều lắm quý vị, tôi nhớ lần đầu tiên khi trình bày đề tài này ở tại xã Tân Thạnh vào năm 2010. Rồi sau đó thì chúng tôi lại tiếp tục trình bày chuyên đề này lần thứ hai ở trên thành phố, ban đại diện thành phố Hồ Chí Minh và tại xã nhà Tân An vào khoảng năm 2011. Thì tính ra thì hầu như là đề tài này chúng tôi ngày xưa đã trình bày cách đây cũng cỡ khoảng 11 năm, 12 năm. Và đề tài Bất Nhẫn là một cái chuyên đề đầu tiên mà các đồng đạo biết đến chúng tôi. Có thể nói rằng hai cái chuyên đề mà chúng tôi khi ra trường để làm nhiệm vụ đó, có thể nói là hai chuyên đề mà gần như lúc bấy giờ thì mọi người bắt đầu có thể là biết đến mình, đó là cái đề Bất Nhẫn và cái đề Hiếu Nghĩa Duy Tiên, tức là bốn câu thơ trong bài Hiếu Nghĩa Duy Tiên đó. Thì từ đó đến giờ thì gần như trong quá trình làm nhiệm vụ chúng tôi trình bày rất là nhiều lần qua các cái chuyên đề này, và ngày hôm nay cũng thế, thì cũng sẽ gặp gỡ quý vị để chúng ta sẽ tìm hiểu qua cái chuyên đề Bất Nhẫn trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo. Thì kính thưa quý vị, để đi vào nội dung chính chương trình, thì như chúng tôi đã có giới thiệu rằng chữ nhẫn này nó rất quan trọng. Nó sẽ là một cái quá trình xuyên suốt, gần gũi, thực tế đối với chúng ta trong cái đời tu của mỗi đồng đạo mình. Cho nên ngày xưa thì Khổng Phu Tử có Tam Thiên Đồ Đệ, có Thất Thập Nhị Hiền, tức là ông có 3.000 đồ đệ và có 72 ông hiền. Và đặc biệt thì lúc bây giờ có một vị đệ tử trong Thất Thập Nhị Hiền, tức là vị này tên là Tử Trương. Tử Trương đến để cáo từ Khổng Tử
đặng đi làm quan ở một xứ xa. Cho nên đến để xin Khổng Tử một cái món pháp bảo để phòng thân, mà trong sách Thánh Nhân còn ghi lại rất rõ: Tử trương dục hành từ ư phu tử, nguyện tứ nhất ngôn di tu thân chiếu. Có nghĩa rằng Tử trương trước phút đi xa đến để xin Khổng Tử một cái món pháp bảo để phòng thân. Thì lúc bây giờ phu tử giết bách hạnh chi bổn nhẫn chi di thượng, tức là Khổng Tử mới trả lời Tử trương rằng đó, trăm hạnh lấy chữ nhẫn làm đầu, có nghĩa là chữ nhẫn Khổng Tử trao cho Tử trương, đây là một món pháp bảo để phòng thân. Thì lúc bây giờ Tử trương giết hà nhi nhẫn chi, tức là tại sao phải nhịn thưa thầy. Phu tử giết thiên tử nhẫn chi quắc vô hại, chư hầu nhẫn chi thành kỳ đại, quan lại nhẫn chi tấn kỳ dị, huynh đệ nhẫn chi gia phú quý, phu phụ nhẫn chi trung kỳ thế, bằng hữu nhẫn chi danh bất thế, tự thân nhẫn chi vô vạn quả. Có nghĩa rằng Khổng Tử dạy rằng thiên tử mà biết nhịn thì đất nước không bị hại, nước nhỏ là chư hầu biết nhịn thì từ từ sẽ mở mang đất đai trở thành đất nước lớn, quan mà biết nhịn thì sẽ được thăng quan tiến chức, anh em mà biết nhịn thì gia đình sẽ trở nên giàu có, chồng vợ mà biết nhịn thì tình cảm ban đầu không mất, và bè bạn mà biết nhịn thì tiếng thơm lưu lại mai sau, tự thân biết nhịn thì không bao giờ gặp điều tai ương hoạn nạn. Thì lúc bây giờ Tử trương viết bạch thầy, tức là bất nhẫn hà nhi, tức là Tử trương viết không nhịn như thế nào. Thì lúc bây giờ phu tử viết thiên tử bất nhẫn quốc không hư, chư hầu bất nhẫn tán kỳ su, huynh đệ bất nhẫn các phân cư, phu phụ bất nhẫn tình ý sơ, tự thân bất nhẫn quả quản bất trừ. Có nghĩa Khổng Tử nói rằng vua mà không nhịn á thì đất nước trống không, quốc không hư là đất nước trống không, thì cứ như là không còn cái gì nữa, không còn nội lực, nhất định sớm muộn cũng bị các nước khác xâm chiếm. Chư hầu tức là nước nhỏ mà không nhịn á thì sớm muộn cũng sẽ mất nước, quan lại mà không nhịn là hình phạt tru, tức là sớm muộn gì cũng phải vào tù, anh em mà không nhịn á thì các phân cư, tức là chia xa mỗi người mỗi ngã, chồng vợ mà không nhịn á thì tình cảm ban đầu không còn, và tự thân mà không nhịn á thì luôn luôn gặp những điều tai ương hoạn nạn. Thì lúc bây giờ Tử trương khi nghe thầy mình phân tích như vậy thì Tử trương mới than là nan nhẫn, tức là khó nhịn thưa thầy. Thì phu tử giết tức là phi nhân bất nhẫn phi nhân, tức là phu tử giết rằng nếu không làm người thì không cần nhịn, nhưng đã làm con người rồi thì phải học chữ nhẫn làm đầu trong cuộc sống. Như vậy thì theo cái lời của Khổng Tử dạy Tử trương mà chúng tôi nhắc lại, thì quý vị biết rằng đây là một món pháp bảo phòng thân mà ngày xưa Khổng Phu Tử đã trao truyền cho Tử trương, một trong thất thập nhị hiền, chỉ có một chữ nhẫn mà thôi. Và hơn thế nữa thì hôm nay chúng ta được may mắn vào thời kỳ này Đức Thầy ra đời mở đạo, chúng ta được thân người, lại được nghe Phật Pháp, và Đức Thầy trong cái những pháp bảo ấy Đức Thầy đã trao truyền cho chúng ta đến 8 chữ nhẫn quý vị. Trong cái bài thi bắt nhẫn: nhẫn năng xử thế thị nhân hiền, nhẫn ghe nhẫn giái kỳ tâm thận thủ tiên, nhẫn giả hương lân quả ý hỷ, nhẫn hòa phu phụ thuận tình duyên, nhẫn tâm nhật nhật thường an lạc, nhẫn tánh niên niên đắc bảo truyền, nhẫn đức bình an tiêu vạn sự, nhẫn thành phú quế vĩnh miên miên. Như vậy thì đây là bài thi bắt nhẫn mà Đức Thầy sáng tác tại Hòa Hảo, tại làng Hòa Hảo trong những ngày đầu lập đạo vào năm 1939. Thì để trình bày bài thi này, trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cái chữ nhẫn, khái niệm về chữ nhẫn. Vậy thì nhẫn là nhịn. Chữ nhẫn nếu hiểu theo Phật học từ điển thì chữ nhẫn nó gồm có là sanh nhẫn, pháp nhẫn và vô sanh pháp nhẫn. Như vậy thì chữ nhẫn ở đây, sanh nhẫn là gì? Sanh nhẫn tức là chúng ta phải nhẫn với các loài hữu tình. Thí dụ như các cái loài sinh vật, con kiến, con muỗi, con ruồi, hoặc lớn hơn nữa là các thú, các súc vật và người với người. Mà nếu như họ có đụng chạm, có làm cho mình đau khổ thì chúng ta cũng chẳng gì thế mà lại phải ghét bỏ hoặc là kiếm cách trả thù. Thì đó gọi là sanh nhẫn. Thứ hai là pháp nhẫn, là nhẫn với vạn pháp. Thí dụ như vạn pháp bên ngoài thì có nắng, có mưa, có bão tố, có giông gió, có bão lụt. Thì trong cuộc sống thường nhật của mỗi con người thì chúng ta gặp hoàn cảnh nào thì mình cũng phải an nhẫn mà chịu đựng. Thí dụ như gặp thời tiết lạnh, lạnh quá mức cho phép thì chúng ta cũng phải ráng chịu đựng. Gặp thời tiết nóng, nóng đến nỗi là phải nói cao độ đến trên 40 độ chẳng hạn, vậy chúng ta cũng phải hết sức là phải nói là chấp nhận thôi, chứ mình không tỏ ra một cái sự bức rứt tức tối. Tại sao ông trời ông lạnh như vậy?
Tại sao ông trở mưa vậy vậy? Tại sao ông trở nắng như vậy? Thì như vậy thì chúng ta không có nhẫn. Thì đây là gọi là pháp nhẫn, còn gọi là phi tình nhẫn. Và cái nhẫn thứ ba gọi là vô sanh pháp nhẫn. Thì đây là cái đức nhẫn của hạng Bồ Tát. Bây giờ, tức là khi đến vô sanh pháp nhẫn rồi thì chúng ta không còn thấy là cái mình là cái người nhẫn, và không thấy vạn vật bên ngoài là những cái vật mà chúng ta nhẫn nữa. Do đó cho nên nhẫn nhục cũng là một trong lục độ vạn hạnh của chư Bồ Tát, gồm có bố thí, nhẫn nhục, trì giới, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Thì đây là 6 cái phép, và tinh tấn là 6 cái phép trong lục độ vạn hạnh của chư Bồ Tát. Do đó thì trong đó có cái phép nhẫn nhục. Thì đó là chúng tôi hiểu theo Phật học từ điển. Và nếu chúng ta hiểu theo Hán học từ điển thì chữ nhẫn ở đây có nghĩa là phải chịu đựng, và chữ nhẫn phải chịu nhục. Vậy thì nhẫn tức là chúng ta phải chấp nhận, chịu lại. Chấp nhận chứ đựng là chấp nhận, tức là chữ tức là nhẫn phải chịu đựng đó, chữ chịu là chấp nhận, chữ đựng là chứa lại. Thì mọi sự kiện trên đời này đến với mình, người khác làm cho mình, phải nói rõ là đau khổ hoặc là thế này thế khác, thì cái quan trọng chúng ta phải chấp nhận gì? Chấp nhận cuộc sống con người vì cái nhân quả chi phối, cho nên chúng ta phải khổ như vậy, phải chấp nhận. Và bên cạnh chấp nhận ấy, chúng ta phải chịu đựng lại, chứ không được oán trách, không được than hoán. Mà vấn đề này chúng tôi đã trình bày cũng khá nhiều ở các chuyên đề khác. Vì lý do đó cho nên chấp nhận chịu đựng ở đây muốn nói rằng người tu chúng ta phải cố gắng thực hiện hạnh như hạnh đất vậy đó. Tới dầu có hoàn cảnh cả nào, người ta đổ những cái gì đó tốt đẹp đến đất thì đất cũng chẳng lấy gì thế mà lại vui vẻ. Và người ta có thể người ta đổ những thứ xú uế, những thứ dơ bẩn lên đất thì đất cũng chẳng lấy gì thế mà lại ghét bỏ. Đất chấp nhận hết mọi thứ, mọi cái sự vui buồn, mọi cái sự vinh nhục của cõi đời này, gần như đất không có oán trách. Cho nên người tu của mình để thực hiện cái hạnh nhẫn này thì chúng ta phải tập với cái hạnh đất, thì đó là gọi là nhẫn. Và đi đôi chữ nhẫn là phải kèm theo chữ nhục. Nhục là gì? Tức là hôm nay cái người mà hành pháp nhẫn, người này phải chịu nhục. Chứ nếu như đồng đạo hành chữ nhẫn mà chúng ta còn tự tôn, còn tự ti, còn thế mạnh, thấy mình là người hơn thiên hạ, thấy mình thế này, thấy mình thế khác, thì chúng ta chưa phải là cái người hành chữ nhẫn. Chấp nhận hành chữ nhẫn phải chịu nhục, phải chịu lòn chôn giữa chợ như ngày xưa mà phải nói rõ là giống như hàng tín mà lòn chôn giữa chợ, chịu sự nhục nhã. Cho nên Đức Thầy hôm nay cũng nhắc nhở rằng ta là thân phận làm tôi là một chỗ, có nghĩa là lúc nào mình cũng nghĩ mình là tôi tớ cả. Thì tôi tin chắc rằng như vậy thì mới là chúng ta có một sức mạnh trong sự nhẫn nhục. Và cái thứ hai nữa, Đức Thầy dạy chúng ta rằng hãy bỏ cái tánh tự cường tự trọng, gẫm cuộc đời cái bóng theo hình. Mình phải luôn luôn phải thấy rõ rằng hôm nay trong đời tu chúng ta không có tự tôn tự ti. Nếu chúng ta còn tự tôn tự ti thì xin thưa quý vị rằng chúng ta không có thể nào mà hành được cái chữ nhẫn. Mình phải luôn luôn xem mình không bằng thiên hạ. Mình phải leo luôn luôn thêm xem mình là kẻ thấp hèn. Thì có như vậy chúng ta mới thực hiện được cái hạnh nhẫn nhục theo lời Đức Thầy. Thì đó là chúng tôi định nghĩa về chữ nhẫn. Và hôm nay thì mỗi cái chữ nhẫn ấy, Đức Thầy lại viết cái đầu mỗi câu thi theo cái thể thơ ngôn đường luật, và Đức Thầy khoán thủ cái chữ nhẫn đứng đầu. Như vậy thì chữ nhẫn chúng ta đã giải nghĩa rồi, cho nên thì chúng ta mỗi câu mình chỉ giải nghĩa 7, tức là 6 chữ còn lại thôi. Vậy thì trong cái bài thi bất nhẫn này, đồng đạo thấy rằng Đức Thầy sáng tác tới 2 chỗ. Một chỗ Thầy viết cái bài thơ thất ngôn bát cú theo thể thơ đường luật về 8 câu mà chúng tôi vừa nhắc. Và thêm một chỗ khác đó, Thầy viết trong giác mê tâm kệ theo thể thơ thất ngôn trường thiên. Thì Đức Thầy cũng giảng chữ nhẫn nó dài hơn 8 câu này để bổ nghĩa trong bài thi bát nhẫn này. Cho nên thì trong quá trình trình bày thì chúng ta cũng phải liên hệ ở hai cái vị trí đó để mình mới tìm hiểu được thông cái nghĩa lý mà Đức Thầy muốn dạy như thế nào. Thì kính thưa đồng đạo, như vậy thì cái chữ nhẫn đầu tiên Thầy dạy là nhẫn năng xử thế thị nhân hiền. Vậy thì chữ năng là hay giỏi. Chữ năng tức là người có một cái sức mạnh, gọi là có năng lực đó, rất là hay giỏi. Nhưng mà hay giỏi này có nghĩa là hay giỏi trong mặt xử thế. Thí dụ bây giờ một cái người này sống trong cái xã hội đó, phải nói sống trong một cái chòm đó là một cái chòm rất là hung dữ, thì gần như là mình sống không được. Nhưng mà người này vẫn sống được, vẫn hài hòa được, vẫn vui vẻ được. Cho nên người ta nói rằng anh đó anh giỏi quá. Cái chòm đó, cái xóm đó nó khó khăn như vậy, cái xóm đó nó hung dữ như vậy mà anh sống được, anh quá giỏi. Thì đó là cái nghĩa chữ năng đó, tức là hay giỏi. Nhưng mà hay giỏi đây không phải là hay giỏi về công việc khác, mà hay giỏi là nhẫn nhịn hay giỏi, chiều lòn hay giỏi, thà hạ thấp mình, thà xem mình nhỏ mọn, thêm mình nhỏ bé mà làm được cái việc lớn, thì đó là năng. Và Thầy dùng cái từ xử thế, tức là ăn ở cư xử.
giao tiếp với mọi con người trong cõi đời này, tức là xử thế, tức là cách cư xử đó, cách ăn ở của một con người trong cái đối mọi con người trong cuộc sống này. Bởi lẽ hôm nay quý vị thấy rằng chúng ta là những người tại gia cư sĩ, hàng ngày mình phải còn giao tiếp với gia đình, rồi giao tiếp với bè bạn, giao tiếp xã hội, giao tiếp với mọi ngành nghề, với mọi công ăn việc làm. Chính vì lý do đó, hành giả cần phải có một cái đức nhẫn để chúng ta trong mối giao thiệp với nhau, trong cái sự giao tiếp với nhau, mình vượt qua được mọi cái khó khăn mà người khác đem đến cho mình. Phải có một cái sự hay giỏi trong cái sự thế. Và ba cái chữ cuối cùng của câu đầu tiên này, thầy dùng cái từ là thị sĩ hiền. Chữ thị là ấy, chữ sĩ là học trò. Chữ sĩ đây cũng là một con người hay giỏi, người trí thức. Và chữ hiền là người hiền. Vậy thì nhẫn năng xử thế thị nhân hiền, ý Đức Thầy muốn dạy chúng ta chữ nhẫn đầu tiên này. Đây là một cái phép, một cái món pháp bảo phòng thân trong cái mặt ăn ở xử thế hàng ngày. Vì vậy cho nên người mà hay giỏi nhẫn nhục về mặt xử thế thì đây mới thật sự là người hiền. Cái người mà Đức Thầy đang tìm kiếm là cái người hay giỏi về mặt xử thế, đồng đạo à, chữ nhẫn đầu tiên này nè. Cho nên trong Giác Mê Tâm Kệ thầy dạy chữ thứ nhất nhẫn năng xử thế là người hiền khó kiếm trên đời. Lập thân danh từng trải nơi nơi, chờ thời đại mới là khôn khéo. Vậy thì thật sự là một cái người hiền, không phải cái người này lầm lì lì ít ăn ít nói, mà người hiền trong đạo Phật giáo Hòa Hảo là con người phải có một cái sự nhẫn nhục cao độ trong mọi hoàn cảnh khó nhẫn, nhưng người này vẫn nhẫn được để rồi đạt được kết quả tốt đẹp, trở thành người hiền. Như vậy thì cái người mà Đức Thầy cho biết rằng cũng không thèm trọng bạc tiền, quyết lòng tìm kiếm người hiền mà thôi, là Đức Thầy đang tìm người này nè. Cái người mà Đức Diêm Chúa yêu người hiền thảo, trọng những ai biết niệm Di Đà, thì cái người Đức Diêm Chúa yêu cũng là người này nè. Cái người mà A Di Đà nhìn xem khắp cõi, đặng trông chờ mong mỏi chúng sanh, hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếm những người hiền đức, là cái người này đồng đạo ạ. Cái người này nè, cái người chúng ta đang trình bày, người cứ giữ nhẫn nè. Vậy cho nên qua câu đầu tiên này thì mỗi đồng đạo sẽ thấy rõ được cái đức nhẫn rất là quan trọng. Hôm nay muốn trở thành người hiền, tu là tu Phật tu tiên, tu cho rõ biết chữ hiền ra sao. Vậy thì chữ hiền trong đạo Phật giáo Hòa Hảo là phải gắn liền với chữ nhẫn mới hiền được. Mà nếu chúng ta không nhẫn, chúng ta rất là dở trong cách ăn ở cư xử. Rồi sau này khi mà mình có một cái chuyện gì đó đối xử với người khác không hài lòng, đó là sau đó chúng ta tự trách mình, tại sao mình dở như vậy. Cái chuyện vậy mà chúng ta không nhịn được, cái chuyện vậy mà chúng ta không khéo léo ứng xử, thì tôi tin chắc rằng trong đường tôi chúng ta rất dở là mình. Và cái kết cuộc là mình không trở thành người hiền. Cho nên chỉ cái câu và cái chữ nhẫn đầu tiên thôi là tôi giáo dị có mặt trong Long Hoa Đại Hội rồi, đúng không? Có nghĩa là chỉ chúng ta chỉ cần thực hiện được chữ nhẫn này thôi thì mình đã được dự hội Long Hoa rồi. Bởi vì hội Long Hoa chọn kẻ tu mi, người hiền đức, đặng phò chân Chúa. Và chữ nhẫn này là một nấc thang căn bản đầu tiên của giáo pháp học Phật tu nhân của Đức Thầy quý vị ạ. Bởi vì cái bài thi Bát Nhẫn này chúng ta gẫm cho cùng thì đây là một cái bài thi mang đậm nét học Phật tu nhân. Đức Phật dạy chúng ta học chữ nhẫn. Và nấc thang đầu tiên chữ nhẫn là chúng ta phải tu nhân ở chỗ này nè. Chúng ta hoàn thành nhân đạo. Do vậy mà Đức Thầy dạy ráng tu nhân đạo cho tròn mới hay là chỗ này nè. Vậy thì muốn tròn nhân đạo, hành giả phải thuộc cái chữ nhẫn, phải hành cái chữ nhẫn. Trong cách ăn ở cư xử thì nó không hết, đó là nhẫn năng xử thế thị nhân hiền. Và đến chữ nhẫn thứ hai là nhẫn giái kỳ tâm thận thủ tiên. Cái chữ giái ở đây tức là giới đó, tức là giái là giới với luật đó. Vậy thì nhẫn giái có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận an nhẫn đi giữ gìn giới luật mà Đức Thầy đã dạy. Tại sao giới luật cần phải nhẫn? Bởi vì nếu như chúng ta không nhẫn thì mình rất là dễ phạm giới. Thí dụ như bây giờ giả sử chúng ta ăn chay thì đôi khi mình gặp những cái món đồ mặn, gặp người ta đang ăn mặn, thì những cái món mà khoái khẩu của mình ngày xưa đó quý vị, thì lúc bây giờ gần như là nó những cái tư tưởng nó hồi sinh lại nơi lòng của mình. Thì lúc bây giờ hành giả cần phải có được chữ nhẫn, tức là chúng ta nhẫn lại, không cho cái sự hồi sinh nó bộc phát, thì đó gọi là nhẫn đó. Hay hoặc là người ta đang ngồi trong mâm rượu, gặp mình đi ngang người ta kêu mình, mà nếu mình không nhẫn thì chúng ta bước vào đó thì mình sẽ đụng ly người ta với bạn mình thôi. Thì mình phải nhẫn lại. Mình phải nhẫn lại và mình phải hiểu rằng mình là người đang học Phật, mình là người đang quy y. Vì vậy cho nên cái chữ nhẫn này nó phải có trong chữ giữ giới luật. Nếu hành giả muốn giữ giới luật mà không có nhẫn đó thì xin thưa rằng chúng ta không đạt kết quả. Nói mà thầy dạy điều trong cấm thứ nhì thôi đó, ta chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Mà nếu chúng ta không nhẫn, chúng ta gây gỗ lẫn nhau là mình phạm giới luật rồi, phải không quý vị? Do đó cho nên hôm nay giữ giới mà không nhẫn là không đạt kết quả. Và ngoài việc Đức Thầy dạy nhẫn giái ra, tức là giữ giới luật phải nhẫn, Thầy còn dạy là kỳ tâm. Cái chữ kỳ là thửa, chữ kỳ là nơi chốn,
theo Hán học từ điển thì chữ kỳ là nơi chốn, kỳ là thửa nơi chốn, tâm là lòng. Như vậy thì kỳ tâm có nghĩa Đức Thầy muốn nói rằng cái sự nhẫn này nó phải xuất phát tự đáy lòng của mình, tức là tự tâm của mình. Khi gặp một sự kiện nào đó mà gần như 50-50, gần như là đôi khi chúng ta muốn có một cái hành động, một cái lời nói phạm giới luật, thì ngay lúc đó chúng ta phải tâm mình phải nhẫn lại, phải trở về nội tâm. Tâm mình nó phải có một cái lập trình là chúng ta là người tu, chúng ta là cái người đang hành chữ nhẫn, thì mình phải nhẫn tại tâm. Cho nên đây cũng là một món pháp bảo, một món vũ khí cực kỳ quan trọng đồng đạo. Bởi vì nếu như mà chúng ta không nhẫn tự tâm, tâm chúng ta không nhẫn tại tâm mình, thì đương nhiên một lát nữa thì chúng ta sẽ có hành động để phạm giới luật thôi. Rất rõ à. Còn nếu như một hình giả mà nhẫn tại tâm được rồi, gần như tâm chúng ta phải có một cái sự tính toán là mình không phạm giới luật được. Tự nói với mình nơi tâm mình, chứ kỳ tâm là tự nơi lòng của mình nói với mình, thì tôi tin chắc rằng mình không phạm giới luật quý vị. Và Đức Thầy còn dạy thêm là thận thủ thiên đó. Ba từ cuối cùng nó quan trọng lắm mà. Vậy thì thận là cẩn thận. Trong quá trình giữ giới luật, hành giả cần phải cẩn thận. Bởi vì giữ giới nếu ta không cẩn thận, chúng ta rất là dễ bị nó lừa mình, để rồi chúng ta phạm giới luật mình không hay. Đó, thật sự như vậy. Cho nên trong vấn đề giữ giới luật này, con người cần phải có trí tuệ, cần phải khôn khéo, cần phải thẩn thận. Nếu mà thiếu đi cái tính cẩn thận rồi thì nguy. Cho nên quý vị biết rằng ngày xưa, quý vị biết rằng Độc Giác Tiên Nhân là cái người thiếu cẩn thận đó. Vì cho nên mỗi khi mà vua mà tiếp Độc Giác Tiên Nhân, khi mà ra để tiếp Độc Giác Tiên Nhân, mời Độc Giác Tiên Nhân đó để đi vào để thuyết pháp cho vua và các đại chúng nghe, thì vua lấy cái đầu nơi cao nhất của mình quỳ xuống để hôn vào cái chân của một vị đạo sĩ. Thì lúc này vị đạo sĩ hân hoan lắm. Nhưng một bữa nọ thì vua không có nhà, cho nên tới lúc mà đúng hẹn là đạo sĩ đến để thuyết pháp cho quần thần và dân chúng nghe. Vì cho nên cái việc cao quý này, vua mới phân công hoàng hậu phải làm cái việc này. Tức là giống như vua vậy, tức là quỳ xuống và lấy cái đầu của mình hôn vào cái chân của vị đạo sĩ. Thì lúc bây giờ quý vị biết rằng khi mà vị đạo sĩ này đến đó thì gặp hoàng hậu, thì một cái nhan sắc phải nói là phải nói rõ là tuyệt đẹp rồi, phải là một nhan sắc là đứng đầu trong thiên hạ. Và chính vì cái lúc này mà cái vị Độc Giác Tiên Nhân, vị đạo sĩ này không cẩn thận, tức là không nhiếp được từ tâm, lúc này buông lỏng cái tâm, cho nên khi hoàng hậu quỳ xuống ôm cái chân ông, hôn ông, thì lúc bây giờ cái dục vọng khởi. Chính vì cái dục vọng ông móng khởi lên thì ông mất đi thần thông. Đi bằng thần thông, nhưng mà cuối cùng thì sau cái buổi pháp thoại đó ông về ông đi bộ mất thần thông. Thì đây là chuyện kể bên Phật giáo để thấy rõ đây là một cái người giữ giới mà thiếu tính cẩn thận. Cho nên ngay giờ này trong quá trình giữ giới luật thì tôi mong rằng quý vị chúng ta phải cẩn thận, mình phải biết mình. Tức là đây muốn nói là cái từ cẩn thận mà thầy viết đây là chúng ta phải phòng bệnh hay hơn trị bệnh. Mình biết mình ra gió bị lạnh thì chúng ta đừng ra gió, phải không? Cho nên Đức Phật ngày xưa rất là cẩn thận vấn đề này quý vị à. Cho nên lúc bây giờ A Nan, khi Đức Phật gặp Nhật Niết Bàn thì quý vị thấy A Nan sợ lắm. Bởi vì trong đời tu của A Nan sợ nhất là cái chuyện này. Bởi vì suýt chút nữa A Nan bị Ma Đăng Già làm hại đến cái giới thể rồi. Mai Đức Phật cử dân thù Bồ Tát đem kinh Thủ Lăng Nghiêm đến tụng, cho nên A Nan mới tỉnh dị và thoát được cái sự quyến rũ của Ma Đăng Già. Do đó cho nên A Nan là cái người rất là sợ. Vì A Nan mới hỏi Đức Phật rằng sau khi ngài ra đi rồi, chúng con đối với nữ sắc phải làm sao? Đức Phật rất là cẩn thận. Phật nói là không nên gặp. Vì thế ông đây là cái tính cẩn thận nè, giữ giới cẩn thận nè. Phật nói không nên gặp đó. Thì A Nan buộc miệng nói thêm: Bạch Thế Tôn, trường hợp cần phải gặp. Thì Đức Phật rất là cẩn thận và nói thêm là nếu gặp thì không nên nói chuyện. A Nan hỏi thêm: trường hợp phải nói chuyện. Thì Đức Phật lại cẩn thận thêm nữa: nếu nói chuyện phải nhiếp trì từ tâm trong chân chánh mà tiếp chuyện. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật rất là cẩn thận. Phải như ngày xưa mà Độc Giác Tiên Nhân mà cẩn thận như vậy thì tôi tin chắc rằng không đến đổi. Nhưng vì ông thiếu cái tính cẩn thận, cho nên cuối cùng rồi thì ông mất thần thông. Và Đức Thầy dùng cái từ thủ tận thận thủ tiên, chữ thủ là đầu, chữ tiên là trước. Vậy thì trở lại nhẫn giới kỳ tâm thận thủ tiên, Đức Thầy cũng nói rằng cái việc trước tiên, cái việc đầu tiên của người tu chúng ta phải cẩn thận giữ gìn giới luật và nhẫn nhục giữ gìn giới luật từ ở trong nội tâm của mình đến ở ngoài tướng bên ngoài. Bởi vì chữ nho thường đọc ngược lại. Vậy thì thận thủ tiên có nghĩa là việc đầu tiên, việc trước tiên của người tu phải cẩn thận trong cái vấn đề giữ gìn giới luật, phải nhẫn nhục và giữ giới luật từ nơi đáy tâm hồn của mình. Như vậy mới đạt được kết quả nhẫn giới kỳ tâm thận thủ tiên.
Rồi đến cái chữ nhẫn thứ ba là nhẫn giả hương lân quại hỷ. Vậy thì ở đây muốn nói rằng nhẫn giả là vậy. Và chữ giả đây cũng là người quý vị. Bởi vì chữ nho mà, có nhiều vị cụ lão trong đạo của mình cho rằng chữ giả là vậy thì đúng là chữ giả là vậy. Nhưng mà theo tôi chữ giả này cũng là con người đó. Bởi thầy dạy là tỉnh Phật là giác giả là tỉnh giả nè, chữ giả là người nè, Phật là người tỉnh ngộ, người giác ngộ nè. Đức thầy cũng dùng cái chữ giả này là Phật là người vậy. Phải không? Hoặc là chữ giả đây là hành giả, là cái người tu, cái người viết một cái quyển sách thì gọi là tác giả. Người đọc quyển sách đó gọi là đọc giả, người soạn một tuồng hát gọi là soạn giả, mà cái người xem tuồng hát nó gọi là khán giả. Mà thầy cũng dạy là mong khoáng quang đó, tức là Đức thầy cũng có từ dùng cái từ này đó, tức là như chúng tôi vừa nói, tức là Phật giả là giác giả. Như vậy có thể chúng ta hiểu ở đây nhẫn giả là nhẫn dạy, hoặc là nhẫn giả là nhẫn với con người. Người nào thì thầy dùng cái từ là nhẫn giả hương lân. Chữ hương lân, chữ hương là hương thôn, hương xóm, chữ lân là cận, lân là gần. Hương lân là những người gần gũi trong hương xóm, trong làng, trong ấp, trong khóm của chúng ta, đó gọi là hương lân. Chữ quải hỷ, chữ hòa là vui. Chữ ý là tâm, chữ hòa là thuận thảo, chữ ý là tâm là lòng, và chữ hỷ là vui. Như vậy thì qua chữ nhẫn thứ ba này, nhẫn giả hương lân quải hỷ, Đức thầy muốn nói rằng, muốn dạy chúng ta rằng hôm nay trong đời tu của mình thì mình luôn luôn gần gũi những cái người thương, những người hương thôn, những người là lân cận với mình trong một thôn, một xóm, một ấp. Như vậy thì đối với các người này thì dầu họ có làm điều gì với mình thì chúng ta cũng phải hòa với họ. Cho nên không lạ gì với một cái khái niệm mà Khổng Tử dạy là nhất cận lân, nhị cận thân. Tức là bà con xa không qua láng giềng ở gần. Có tối lửa tắt đèn, có nhau đồng đạo à. Cho nên những người ở gần mình thấy như vậy đó, cho đây là những người ở của mình đó. Những người này là thường xuyên hỗ trợ cho mình về tinh thần, về vật chất, thế này, thế kia, thế nọ. Mà đặc biệt thì khi mà chúng ta có gặp một hoàn cảnh gì khó trong cái sự tối lửa tắt đèn thì mình sẽ thấy được hoạn nạn, mới thấy được chân tình ha. Vì vậy cho nên Đức Thầy mới dạy thêm một đoạn trong cái ơn đồng bào nhân loại đó. Con người vừa mới mắc chào đời đã cảm thấy mình cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của những kẻ ở chung quanh. Và cái niên kỷ càng lớn thêm bao nhiêu thì sự nhờ nhỏ càng tuần tự thêm nhiều chừng nấy. Như vậy thì rõ ràng chúng ta luôn có một cái sự nhờ nhỏ lẫn nhau mà. Và Đức Thầy đã hoạch định rằng tủ chúng ta cao chừng nào thì sự nhờ nhỏ nhiều chừng đó. Thì đây là những người hương lân nè. Như vậy thì nếu nói về sự nhờ nhỏ, một cái sự gần gũi để giúp đỡ với nhau thì chúng ta không thể nào phủ nhận được rồi. Chính vì mình đã có nhờ cậy họ, hoặc ít, hoặc nhiều, hoặc trong muôn một, cho nên lúc bây giờ họ có làm điều gì chúng ta phải ráng nhịn họ đồng đạo ạ. Do đúng với câu là ai chửi mắng thì ta giả điếc, để cho người hết giận ta phiên. Nếu chúng ta học được cái món pháp bảo này, cái của quý báo này thì chúng ta sống an lắm. Kính thưa đồng đạo, nhẫn hương lân cùng khắp đâu đâu, trên cùng dưới điều hòa ý hỷ mà. Nhẫn phụ mẫu gọi trang hiền sĩ, phận sướng tỳ trọng dạy nhịn nhau, thầy rất rõ trong giác giác mới tâm kệ đó. Vì vậy cho nên ở đây muốn nói ở đây, trong cái khuôn phương diện tu hành của người tín đồ đạo Phật giáo hòa hảo, chúng ta là người tại gia cư sĩ. Như vậy thì cái đánh giá về cái nhân phẩm đạo đức của người tu ở chỗ này, ở cái chỗ mà chúng ta tiếp cận với hương lân, với làng xóm đó, mà nếu như mình tu làm sao mà những cái người xung quanh mình không ai thửng mình trơn, buông ra thì người ta ghét mình, người ta nói gần như không có hài lòng về mình, người ta nói mình thế này thế kia, ăn chay mà gì, ăn chay mà khó khăn quá, ăn chay mà nhỏ mọn quá. Thì ở đây chúng ta nên nhìn lại mình sống làm sao ở trong cái vòm trời này mà những người xung quanh mình ở không được, mình để cho kẻ giận người hờn, người ta không vừa ý mình. Thì theo tôi nghĩ chúng ta nên dòm mình lại, chắc có thể là do cái nghiệp là một nha. Đầu tiên chúng ta quy cho nghiệp đi, và cái thứ hai là do sự ăn ở của mình, chắc mình tu trật quá, mình chưa hoàn toàn thực hiện theo hạnh nhẫn Đức Thầy dạy ở chánh thứ ba này. Chứ nếu thật sự mình thực hiện đúng cái chữ nhẫn thứ ba này như chúng tôi nói thì chắc chúng ta không đến đổi, chứ là mình sẽ cam chịu hết mọi cái nỗi khổ, mọi cái nỗi khổ niềm đau, mọi sự oan ức mà người ta đem đến cho mình. Và đặc biệt thì chúng ta phải nhớ ba cái chữ sau cùng nhé, đó là quải hỷ. Như vậy thì quải hỷ đây có nghĩa là khi mà chúng ta nhẫn nhịn người hàng xóm đó thì chúng ta phải vui, tức là nhịn từ trong đáy lòng, chứ không phải là tiếng chào mừng cửa miệng làm màu trong tâm ý mưu mô đủ thế là không được. Nhiều khi cũng có đồng đạo chúng ta nhịn mà nhịn vẻ bề ngoài đồng đạo, tôi tu tôi mới nhịn anh đó, không được, câu này không sử dụng được. Nhịn mà trong lòng không vui, nhịn mà bức rứt bực bội, nhịn mà gần như có những cái tâm phiền não lắm, không chấp nhận được cái xóm này, không chấp nhận được chú hai chú ba ở xóm này, thì những vấn đề này chúng ta không đạt kết quả đâu. Đức Thầy dạy chúng ta rất là kỹ, lời ta dạy có ngần lắm nhỉ. Vì vậy cho nên ở đây Đức Thầy nhắc là chúng ta phải quải hỷ, có nghĩa là chúng ta phải nhịn, nhưng mà nhịn từ ở đáy tâm hồn của mình, gần như lúc nào lòng mình cũng vui, dầu gặp một cái hoàn cảnh trái nghịch thì chúng ta cũng hết sức là vui. Kính thưa đồng đạo,
Cho nên tôi nhớ rằng ngày xưa Phú Lâu Na khi đến một cái làng gọi làng một cái làng này nổi tiếng là hung dữ đó, để thuyết pháp cho họ nghe. Vì Phú Lâu Na gọi là thuyết pháp đệ nhất mà. Thì lúc bây giờ Đức Phật nói rằng: này Phú Lâu Na, khi mà ông đến cái làng đó thì nếu như mà người ta không nghe, người ta phỉ báng chánh pháp, người ta chửi ông thì sao? Thì Phú Lâu Na nói: dạ thưa Thế Tôn, nếu họ chửi con mừng lắm. Bởi vì họ chửi con nhưng họ chưa đánh đập con. Thì Đức Phật nói: nếu giá như họ đánh đập ông đổ máu thì sao? Thì lúc bây giờ Phú Lâu Na nói: dạ thưa Thế Tôn, con mừng lắm. Bởi vì họ mới đánh đập con chảy máu, họ chưa có giết con. Thì Đức Phật nói thêm: giả sử như họ giết ông thì sao? Thì Phú Lâu Na nói: dạ thưa Thế Tôn, con cũng mừng lắm. Bởi vì họ giết con là họ đã kết thúc cái cuộc đời đau khổ của con, nhờ vậy mà con được giải thoát. Thì với một cái sự trả lời như vậy, Đức Phật nói: vậy thì được, vậy thì ông đi quá độ cái làng đó đi, với một cái tính khí của ông thì ông sẽ làm được kết quả, đạt được kết quả để quá độ cái làng đó. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta phải học cái hạnh nhẫn như thế này. Gần như gặp một cái nơi khó khăn, khổ khó, nhưng mà quan trọng là lòng chúng ta lúc nào cũng vui, đó là hoài hỷ. Phú Lâu Na là cái người nhẫn được cái chỗ gọi là hoài hỷ vậy. Cho nên lúc bây giờ thì Ngài mới thành công trong quá trình độ đời dưới chân của Đức Phật, trong giai đoạn Đức Phật thuyết pháp độ đời trong 49 năm, kính thưa đồng đạo, thì nó không hết. Như vậy thì trở lại câu nhẫn thứ ba này, nhẫn giả hương lân quẩy hỷ. Ý Đức Thầy muốn dạy chúng ta một cái món pháp bảo, một cái vũ khí phòng thân khi chúng ta ứng xử những người chung quanh. Và nếu như người tín đồ đạo Phật giáo hòa hảo, muôn người như một, ai cũng như vậy hết, thì tôi tin chắc rằng chúng ta phải nói rõ là rất là tốt đẹp đối với người xung quanh. Nếu mà tốt đẹp với người xung quanh thì gần như chúng ta đã thành công rồi. Thì người ta sẽ rất là cảm nể mình, và mình trở thành người uy tín, và người ta sẽ cảm nể mình, người ta sẽ hết sức là phải nói rõ là cảm nể, tán thán cái đạo mình và cảm nể cái công đức của thầy mình, và từ đó thì mình sẽ giáo hóa được họ. Tức là lấy cái đức nhẫn mà giáo hóa được họ ở cái câu này, kính thưa đồng đạo. Thì đấy là nhẫn giả hương lân quẩy hỷ. Và cái nhẫn thứ tư là nhẫn hòa phu phụ thuận tình duyên. Vậy thì hòa ở đây là thuận thảo, phu phụ là chồng vợ. Chữ thuận là chấp nhận, tình duyên là duyên nợ. Như vậy thì đến cái nhẫn thứ tư này Đức Thầy giải trong cái đạo chồng vợ. Nếu những đồng đạo nào còn độc thân thì chúng ta mừng, bởi vì đồng đạo độc thân thì hành có 7 chữ nhẫn à. Không có chữ nhẫn này à. Còn nếu đồng đạo nào có gia đình thì chúng ta còn vướng thêm chữ nhẫn này. Cho nên thì thật ra quý vị là tôi rất là cảm nể các đồng đạo ở mình đó. Ở mình được mà tốt đẹp, trong sạch thì quý lắm quý vị ơi, quý lắm, thì chúng ta sẽ vượt được cái cửa này. Còn nếu như đồng đạo nào mà có gia đình thì đây là cái đề chúng ta phải học đây. Tức là trong cái tình chồng vợ, Đức Thầy dạy là phải nhẫn hòa. Tức là trong cái tình chồng vợ phải hòa thuận với nhau. Đây không phải là vấn đề dễ đồng đạo ạ. Bởi vì chén trong sống còn khua mà. Chồng vợ sống chung với nhau lâu ngày rồi thì xin thưa rằng có những cái mà chúng ta phải nói rõ là mình không cưỡng lại được. Và chính từ đó cho nên nó có những cái sự lục đục với nhau, có những cái sự không hài lòng với nhau, có những cái sự không vừa bụng với nhau, thì từ đó có những cái sự đan xen vào và thường thường thì mất đi cái tình cảm ban đầu. Và hơn thế nữa đó, ở ngoài ở chỗ này đó thầy còn dạy là đạo chồng vợ thuận hòa đến thác nè, hoặc là yêu đương nhau đến phút cuối cùng vợ chồng ấy mới chân hạnh phúc. Vì vậy cho nên là người tín đồ đạo Phật giáo hòa hảo trong cái vấn đề chồng vợ với nhau thì kính thưa quý vị rằng rất là khó. Không khéo rồi chúng ta sẽ làm đổ phở. Mà nếu đời tu của mình mà tình chồng nghĩa vợ chúng ta giữ không trọn rồi đó, thì gần như cái đạo nhân chúng ta nó bị khuyết rồi. Đạo nhân chúng ta nó không có trọn vẹn thì rất là khó khăn. Cho nên dầu mà có nghịch ý với nhau, dầu có khắc khẩu với nhau, có chín xe 10 vàng thì chúng ta phải ráng chấp nhận. Bởi vì vô quan trái bất thành phu phụ. Hôm nay thành chồng thành vợ nhau hoàn toàn do nhân duyên nghiệp báo. Gần như chúng ta không có thể nào lựa chọn đồng đạo à. Mình phải chấp nhận thôi. Thí dụ giờ chồng vợ gặp với nhau mà gần như đó thuận với nhau, đồng tu thì quý biết mấy. Mà nếu như chồng vợ gặp với nhau nó nghịch duyên với nhau thì đây là cái điều chúng ta thấy rõ, mình phải liên tưởng đến luật nhân quả. Và đây hoàn toàn do nhân quả chi phối. Chắc kiếp trước mình thiếu nợ ổng, chắc kiếp trước mình thiếu nợ bả. Vì vậy cho nên kiếp này sinh ra chúng ta phải trả cho xong món nợ tiền kiếp này. Nếu mà chúng ta giật nợ không được, mình phải trả cho xong món nợ này rồi chúng ta mới giải thoát được. Cho vì vậy cho nên hôm nay trong đời tu của mình thì mình phải hiểu thoáng vấn đề này trong tinh thần nhân quả, thì mong chúng ta mới thoát được con đường này, thoát được cái vấn đề gây gổ với nhau trong cái tình chồng vợ, kính thưa đồng đạo. Vì vậy cho nên mọi cái sự kiện gì chúng ta không có thể dám nói nha. Còn cái sự kiện mà phu phụ chồng vợ với nhau thì hoàn toàn do nhân quả, cho nên thầy mới dùng ba cái từ cuối cùng là thuận tình duyên. Cái chữ thuận là chấp nhận,
Tình duyên là duyên nợ ba sinh, là những cái mà oan trái ở nhiều đời nhiều kiếp, mà theo cái văn hóa của Trung Hoa người ta gọi là ông tơ bà nguyệt, xe sợ chỉ hồng, cho nên chồng vợ mới gặp nhau. Vì vậy cho nên thuận tình duyên gần như chúng ta không trốn chạy được. Mà quý vị biết là ngày xưa ông Duy Cố là một cái người trốn chạy, ông trốn chạy nhưng cuối cùng cũng chạy không được. Bởi vì lúc bây giờ ông Duy Cố thì ông là một cái người rất là ham học, cho nên một bữa nọ thì trong cái quá trình ông đang buổi sáng vậy đi ngắm, buổi tối vậy đi ngắm cảnh, đi thêm hoa xem hoa, thì ông gặp một cái người, một ông lão già đầu bạc trắng ở trên ngồi dưới bóng trăng. Ông lão già ngồi dưới bóng trăng gọi là Nguyệt Lão, và ông đang xe những cái sợi chỉ hồng. Vì vậy cho nên Duy Cố lại, Duy Cố hỏi ông là ai mà ngồi đây mà tuổi già gì đời sống về nhà đi. Ông nói ta là Nguyệt Lão, ta là cái người đang xe tơ cho những cặp tình nhân nam nữ với nhau, gọi là xe tơ cho những cái cặp vợ chồng đó, gọi là ông Nguyệt Lão xe sợi chỉ hồng. Ông đang làm cái việc là ông xe tơ. Thì lúc bây giờ Duy Cố cũng là gần như tuổi 20 rồi, đến tuổi cập kê rồi mà gần như chưa có một tình ý ai cả. Trên lúc bây giờ buộc miệng nói vậy là ông là cái người là làm mai làm mối đó hả, kết nhân duyên cho các cái cặp phu phụ cõi đời nào. Nói đúng là người nó đúng là ta là cái người mai mối nè, mà nếu như cặp chồng vợ nào mà ta không làm mai mối là không thành. Cái sẵn tiện đó vừa có hỏi ông, nhờ ông cho tôi biết coi, chắc ông biết là vợ tôi bây giờ là ai đó, tức là nhân duyên là ai đó. Thì ông Nguyệt Lão hôm nay có thể là biết, ngươi nói tên tuổi đi tao biết liền gì. Thì Duy Cố mới nói tên mình, ngày sinh tháng đẻ rồi. Cái lúc bây giờ cái ông Nguyệt Lão bấm tay, ông nói như vậy là nhà ngươi phải 20 năm nữa, phải 18 năm nữa nhà ngươi mới gặp vợ ngươi. Bởi vì vợ ngươi, vợ mới có là phải nói rõ là mới có 2 tuổi à, 16 năm nữa chứ, 16 năm nữa mới gặp vợ ngươi. Thì lúc bây giờ Duy Cố không tin tưởng, không tin nổi. Bởi vì mình bây giờ là 20 tuổi rồi, hai ngoài tuổi rồi, đến cái tuổi có gia đình mà ông kêu là ông nói rằng là mình phải 16 năm nữa mới cưới vợ. Tin không có gì, vợ giờ mới 2 tuổi, không có tin nổi, không tin. Cho nên lúc bây giờ cãi không tin. Thì lúc giờ ông Nguyệt Lão ông cười, ông nói không tin ha. Thôi giờ ta nói người tin nè, nếu không tin là sáng mai á, ngươi đi ra ngoài chợ đó, ngươi gặp một cái người thiếu phụ mà đang ẵm một đứa con trên tay đó, khoảng một đứa bé gái khoảng 2 tuổi, và vị thiếu phụ đi ăn xin nha, thì đứa bé gái đó là vợ người đó. Chàng ơi, quý vị biết nghe cái tin này rồi, Duy Cố không ngủ sáng đêm cũng được, tức mình như vậy mà vợ mình mới 2 tuổi mà lại là con của bà ăn xin nó thì không chấp nhận được, phải không quý vị? Không chấp nhận được. Cho nên gần như cả một đêm đó là Duy Cố ngủ không được, trằn trọc cả đêm vậy, mong cho trời mờ sáng ra chợ coi đúng theo ông lời Nguyệt Lão nói không. Ông này ông nói cũng bán tính bán nghi nè. Như vậy thì khi mà bình minh mờ sáng thì Duy Cố mới ra ngoài chợ, thì rõ ràng gặp một cái vị lão, một cái bà quá phụ trên tay bồng bé gái độ chừng 2 tuổi. Rõ ràng là một tay bồng bé gái, một tay cầm một cái ô đi xin ở trong chợ mà mới mờ trời là xuất hiện rồi. Thì Duy Cố nói rồi, vậy là ông Nguyệt Lão nói đúng nè. Ông này ông hay thiệt ha. Rõ ràng có một bà quá phụ là ẵm một đứa bé nè. Thì lúc bây giờ Duy Cố nói bây giờ chỉ cách là phải giết đứa bé này thôi. Tức mà giết đứa bé này, chứ để đứa bé này mà nữa sau này nó thành vợ mình thì không chấp nhận được. Thì liền đó Duy Cố mới bước vào trong cái kệ thịt người ta, mới nhặt cái dao, tức là giật cái dao nó chạy ra, mới chém vào đầu đứa bé này một nhát. Thì với một cái ác ý như vậy là một nhát dao này đứa bé sống không nổi à. Bởi vì lúc bây giờ 2 tuổi bị nhát dao vào đầu, Duy thấy làm sao mà toàn tánh mạng. Thì khi vừa chém một nhát dao thì người ta la lên, thì máu nó chạy lá lê trơn. Thì phần thì hoảng sợ, cho nên phần thì sợ quan quyển quắc, cho nên bỏ trốn đi biệt xứ. Như vậy thì đi biền biệt mười mấy năm không dám về nhà. Thì sau đó thì triều đình mở cái pha thi, ông vừa đi như vậy thì cũng vừa học nha, học dữ lắm à. Thì lúc bây giờ khi về quê cũng không nghe ai nói cái gì, cũng hay nhắc nhở gì cái chuyện cũ mười mấy năm về trước hết. Thì Duy Cố nói vậy là yên à, chắc không sao, chắc mọi việc nó đi vào dĩ vãng rồi. Thì ông mới lên triều đình, ông mới là lai kinh ứng thí. Nhưng mà bởi vì tuổi lớn có chuẩn bị sẵn, học quá nhiều năm, do đó cho nên cái pha thi cử thì ông đậu được pha đầu, đổ trạng nguyên vậy. Và sau khi là ông thi xong thì lúc bây giờ cái vị quan giám khảo đó chấm cái bài thi của ông thì giật mình, quá giỏi rồi. Cho nên mới truyền ba quân đó xuống các cái quán trọ tìm cái tên thí sinh tên là Duy Cố đó đến gặp ta. Tên này đậu là phải nói là trạng nguyên là chắc rồi, bài thi quá giỏi. Vì cho nên khi lúc bây giờ ba quân là đi xuống ở dưới các quán trọ và tìm được Duy Cố dắt lên cho quan giám khảo. Thì quan giám khảo mới hỏi về lai lịch và cũng là tán thán ngươi là phải nói rất là giỏi. Thì ta báo ngươi biết là khoa này là ngươi đậu trạng nguyên đó. Mừng quá, Duy Cố quá mừng. Thì luôn tiện đó trạng nguyên, tức là cái vị quan giám khảo mới hỏi tân trạng nguyên, hỏi vậy chứ gia cảnh vậy chứ ngươi là được là
tức là được mấy con rồi, bởi vì tuổi cũng lớn rồi, gần 40 rồi. Thì dư cố nói: dạ thưa đại quan, con chưa có gia đình. À vậy à, tuổi ngươi lớn vậy, học giỏi vậy mà đến giờ này vẫn ở một mình. Nó già tại vì duyên nợ chưa có tới. Thì lúc bây giờ đại quan mới nói rằng: thôi bây giờ ta có một đứa con gái năm nay 18 tuổi, đẹp lắm, vậy ngươi chịu làm rể ta không, ta gả con gái của ta cho ngươi. Thì quý vị biết rằng với một cái cậu học trò nghèo khổ mới vừa đỗ đạt trạng nguyên mà nghe một vị đại quan, lại quan giám khảo nữa, gả con gái cho mình thì gần như là quá mừng rồi, không kịp suy nghĩ, chấp nhận liền. Vì vậy nên sau khi mà đỗ trạng nguyên xong, ra mắt hoàng thượng xong rồi, thì lúc bây giờ đám cưới được cử hành, tức là làm rể của một vị đại quan giám khảo trong trình lúc bây giờ. Thì hai vợ chồng sống một cảnh sung sướng, phải nói rõ là giàu sang lắm. Cho nên một bữa nọ, quý vị biết là thường thường ngày xưa thì người chồng thường chải tóc cho vợ, người ta thương vợ lắm. Cho nên một bữa nọ thì Duy Cố mới chải tóc cho vợ mình, và đặc biệt thì phát hiện ở trên ngay cái đỉnh đầu có một cái nhát, cái vết thẹo to tướng ngón tay vậy nè. Thì Duy Cố hỏi: ủa tại sao mà phu nhân lại có một cái vết thẹo trên đầu vậy, nguyên nhân tại sao vậy? Thì lúc bây giờ cái vợ mới nói kể thiệt: dạ thưa tướng công, cái vết thẹo này sở dĩ có là vào buổi sáng tinh mơ cách đây là 16 năm. Và lúc bây giờ thì cũng nói thiệt tướng công nghe, thiếp là con nuôi của đại quan, bởi vì đại quan không có con, cho nên thì gia cảnh đà của thiếp nghèo lắm. Mẹ của thiếp là một vị quá phụ đi ăn xin ở dưới chợ, cho nên chính vì vậy cho nên vị đại quan này thấy thương, nhất là thiếp bị một cái tên phải nói rõ là hung đồ vào buổi sáng tinh mơ chạy lại cầm cái dao cái bổ vào đầu thiếp một nhát dao, lúc thiếp mới vừa 2 tuổi nghe mẹ kể lại, và sau đó thì được đại quan này rước về săn sóc, và cuối cùng thì làm con của đại quan này. Không biết cái tên đó là tên nào mà quá hung đồ rồi. Thì lúc bây giờ Duy Cố ngã mình ra, như vậy là đây là vì vợ của mình, mà rõ ràng là Nguyệt lão đã nói cách đây như vậy là 16 năm. Thì đây là thuận tình duyên nợ, cái duyên nợ không có chối cãi được đâu. Qua mấu chuyện trên chúng ta thấy rõ rằng ở đời này, nhất là trong cái tình chồng vợ, chúng ta trốn không khỏi vậy. Cho nên tôi mong rằng khi chúng ta hiểu được điều này, điều này Đức Thầy muốn dạy chúng ta rằng đó, trong cái tình chồng vợ chúng ta phải chấp nhận, gặp những cái hoàn cảnh éo le, gặp những cái bến đục, cái hoàn cảnh trái ngược, thì cái quan trọng chúng ta phải nhẫn, phải chấp nhận, phải chấp nhận với nhau. Đó là duyên nợ. Cái duyên đến mà nó thuận duyên thì mừng, mà nó nghịch duyên cũng mừng luôn. Bởi vì nghịch duyên là mình biết rằng đây là cái vấn đề, cái nghiệp mình gây tạo tiền khiên ở nhiều tiền kiếp, thì hôm nay chúng ta tu là phải trả nghiệp. Do đó thì đây là nhẫn hòa phu phụ thuận tình duyên. Rồi đến cái nhẫn thứ năm là nhẫn tâm nhật nhược thường an lạc. Vậy thì nhẫn tâm ở đây nghĩa là tâm phải nhẫn. Nhẫn tâm ở đây nó có hai nghĩa. Một nghĩa tiêu cực là nhẫn tâm là đang tâm đó. Thì đây Đức Thầy dạy không phải nghĩa này. Mà nhẫn tâm ở đây thì Đức Thầy dạy đây tức là Thầy dạy mặt tích cực, tức là chúng ta phải tâm nhẫn. Tức là chúng ta tâm mình phải nhẫn, ông chủ nhân ông phải nhẫn, ý mình phải nhẫn, là gọi là nhẫn tâm. Bởi vì nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, lục căn, mà nhãn nhĩ tỷ thiệt đây nó thuộc về những cái tên tai sai ở ngoài. Cái quan trọng ý căn mới là ông chủ. Mà nhẫn tâm tức là chúng ta nhẫn tại tâm, ý căn chúng ta nhẫn. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì lục căn mà tiếp xúc lục trần mà chúng ta còn ô nhiễm là mình chưa nhẫn tâm. Bởi vì khi mà nhãn thấy sắc bằng hay bằng biểu về nó báo cho ông chủ nghe: ông chủ ơi, sắc nó đẹp dữ lắm. Thì ông chủ nói: ừ đẹp hả, đem vào. Thì như vậy là đây là cái giai đoạn mà chưa nhẫn. Còn nếu như nhẫn tâm thì khi mà nhãn căng về nó báo với ông chủ ơi, sắc đẹp lắm. Thì ông chủ nói: ô đẹp thì kể nó đi, có gì đâu, thấy không? Thì như vậy thì đó là nhẫn tâm. Vì vậy cho nên nhẫn tâm ở đây là một cái phương pháp mà Đức Thầy trao truyền chúng ta một cái món pháp bảo, một vũ khí quý giá, để chúng ta gần như lúc nào tâm mình cũng nhẫn, tâm mình cũng nhịn hết, tâm mình cũng an phận hết, không chạy theo bên ngoài. Cho nên nhẫn tâm nhật nhật ở đây, nhật nhật là ngày ngày, chứ thường an lạc có nghĩa là, chứ thường an lạc có nghĩa là thường thường an lạc là gần chúng ta vui vẻ. Bởi vì tâm chúng ta nhẫn rồi, mình đâu còn chạy theo những lục căn bên ngoài đâu. Tức là thay vì mắt ưa xem sắc đẹp, tai ưa nghe tiếng hay, mũi ưa ngửi hương thơm, lưỡi ưa đồ ngon béo, thân ưa sự sung sướng, ý ưa chức phận cao. Nhưng mà giờ này nhẫn tâm rồi thì nhãn không ưa xem sắc đẹp, tai không ưa nghe tiếng hay, mũi không ưa ngửi hương thơm, lưỡi không ưa đồ ngon béo, thân không ưa sự sung sướng, ý không ưa chức phận cao. Thì lúc bây giờ chúng ta an lạc chứ còn gì nữa quý vị. Cho nên ngày nào, ngày ngày chúng ta đều an lạc hết. Bởi vì mình đâu còn ô nhiễm. Sở dĩ giờ này tôi và quý vị chúng ta chưa an lạc là do đâu? Là do chúng ta chưa nhẫn tâm. Tâm chúng ta chưa nhẫn, tâm chúng ta còn chạy theo lục căn bên ngoài,
Tâm chúng ta còn chạy theo danh, theo lợi, theo tình bên ngoài. Dầu rằng mình đang là người tu, ở đây tôi nói trong khuôn khổ người tu, người đời tôi chưa nói. Dầu rằng chúng ta là người tu, nhưng mỗi đồng đạo mình dòm bên trong mình điều gì? Mình dòm kỹ bên trong mình đi, tâm mình nó chưa có thuần nhất. Tâm mình nó còn chạy theo danh, theo lợi, theo tình. Tâm mình còn chạy theo lục trần bên ngoài. Chính vì vậy cho nên mình mới chưa an lạc. Giống như một trường hợp bà lão này, bà cảnh tỉnh với người ở một xóm nọ. Thì một buổi chiều nọ, bà lão này bà đang tìm tòi một cái vật gì đó bị đánh rơi ở ngoài đường. Một đoạn đường vậy đó. Thì lúc bây giờ những người hàng xóm mà lại, bà làm gì, tìm gì? Bà nói, bà tìm cái kim. Chiếc kim đánh rơi bà tìm. Thì các người hàng xóm mới xúm nhau tìm cùng bà một cái đoạn đường dài, tìm qua không gặp. Cho nên các cái vị này mới gần như không có nhẫn rồi. Mới hỏi bà, ủa, bà đánh rơi kim chỗ nào bà có nhớ không? Mà sao tụi tôi kịp qua không thấy? Thì bà lão nói, tôi đánh rơi kim trong nhà. Thì lúc giờ các vị này mới bực tức lên, mới nạt. Sao đánh rơi trong nhà bà lại tìm ngoài đường? Bà lão thủng thỉnh trả lời, nói bởi vì ngoài đường có ánh sáng. Đa phần người ta chạy theo ánh sáng mà không ai chở về bên trong. Như vậy thì cái kim là một phương tiện để bà già lão nhắc nhở mọi người rằng con người thường thường chạy theo cái hào nhán bên ngoài, ánh sáng bên ngoài. Ít có người sống trở lại nội tâm. Vì vậy cho nên ở đây Đức Thầy muốn dạy chúng ta nhẫn tâm nhật nhật thường an lạc. Thì nếu như mình muốn được an lạc tại tâm mình thì mình chúng ta sống trong an nhẫn. Bớt ham muốn một món thì chúng ta sẽ an vui được một món. Mà Đức Thầy đã dạy ngày giờ nào loài người bớt đi, dẹp đi cái tánh ham muốn của mình thì ngày giờ ấy bớt được phần lớn của sự khổ đó. Phải không? Vậy là an lạc đó. Chúng ta nhẫn lại, không chạy theo lục trần bên ngoài, không chạy theo danh, theo lợi, theo tình bên ngoài thì tâm chúng ta luôn luôn an lạc, kính thưa quý vị ạ. Cho nên cái chữ nhẫn này là một vũ khí quan trọng nhất để giúp cho chúng ta được trở lại với cái tâm thanh tịnh đó. Tâm chúng ta không có còn chạy bên ngoài nữa, mà lúc nào chúng ta cũng sống trong một cái khuôn khổ, trong một cái giáo điều, trong lời dạy Đức Thầy, để rồi chúng ta ẩn nhẫn cái tâm của mình. Đúng như ngày xưa mà Đức Phật dạy Tu Bồ Đề vậy. Bởi vì Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật rằng dân hà ứng trụ, dân hà hằng phục kỳ tâm. Có nghĩa là nên trụ cái tâm ở chỗ nào, tức là nên nhẫn cái tâm chỗ nào để được bảo tồn cái tâm của mình, được an vui. Thì Đức Phật mới dạy, này Tu Bồ Đề, bất ưng trụ, sắc thinh hương vị xuất pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Đức Phật có dạy Tu Bồ Đề rằng, này Tu Bồ Đề, ông đừng để cái tâm của ông nó chạy theo lục trần bên ngoài, tức là đừng có để lục căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý nó chạy theo sắc thinh hương vị xuất pháp bên ngoài mà sanh tâm. Vậy thì chưa có nhẫn tâm. Ông nên nhẫn cái tâm ông lại cái chỗ gọi là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, tức là ẩn cái tâm vào cái chỗ, chủ tâm vào cái chỗ không ô nhiễm mà sanh tâm. Thì đây là một cái bài pháp mà chính Đức Lục Tổ Huệ Năng đã tỏ ngộ tại bài pháp này. Ngài minh tâm nhờ bài pháp này, và ngài kiến tánh cũng nhờ bài pháp này mà Đức Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đã trao truyền cho ngài, kính thưa đồng đạo. Mà hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta rất rõ nè, trong sát thân giám thị lục căn, đừng cho chúng tính lăng quăng, ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trần, thì đấy là nhẫn tâm nhật nhật thường an lạc. Rồi đến cái chữ nhẫn thứ sáu là nhẫn tánh niên niên đắc bảo truyền. Như vậy thì nhẫn tánh nâng niên niên đắc bảo truyền, tức là truyền, tức là tuyền đó, đọc trải ra tuyền là toàn đó, bảo tiền là bảo toàn. Mà trong quyển tư thì Đức Thầy mới dạy là nhẫn tánh lành yên tĩnh dài lâu, giữ một lòng hiền hậu mấy màu, quanh năm cũng bảo toàn thân thể. Như vậy thì nhẫn tâm và nhẫn tánh, tức là trong và ngoài, tâm và tánh thì giống như thể và dụng vậy, không có gì khác cả, tức là sống và nước. Vậy thì nhẫn tánh ở trong, nhẫn tâm ở trong mà nhẫn tánh ở ngoài. Khi mà tâm an lạc rồi thì tánh cũng an lạc. Hai câu này đối với nhau mà. Vậy thì nhẫn tánh niên niên, ở trên thì nhật nhật là ngày ngày, dưới niên niên là năm năm. Ở trên thì thường an lạc, ở dưới thì đắc bảo truyền. Như vậy thì nếu mà chúng ta nhẫn tánh, tức là nhẫn cái tánh nóng của mình đó, tánh hung hăng đâm chém chặt bầm đó, chúng ta nhẫn cái này. Nếu mà nhẫn được tánh nóng của mình thì cái chữ nhẫn thứ sáu này là cái tính, phải nói rõ là một cái tính đặc thù để chúng ta nhẫn ngay cái ác sân hận sân nộ của mình. Quý vị, tánh nóng của mình đó, tánh nóng nảy thường suối con người làm những chuyện trái phép, những chuyện bất công trái phép, chém giết oán thù nhau. Như vậy thì nhẫn tánh là chúng ta nhẫn ngay cái tánh nóng của mình. Mà nếu nhẫn được tánh nóng của mình thì niên niên là 5 năm, chữ đắc là được. Chữ bảo truyền tức là do chữ bảo toàn đọc chạy ra, tức là bảo tiền đó, tức là bảo toàn đó. Có nghĩa là nó gọn lại câu giảng thứ 6 này, nếu chúng ta nhẫn được tánh nóng của mình thì chúng ta sẽ bảo toàn thân thể. Mà chúng ta không nhẫn được tánh nóng của mình là chúng ta không bảo toàn thân thể. Bảo toàn thân thể là gì? Là chúng ta sẽ bảo toàn cái thân hiện tại của mình, là cái thân vật chất này,
Và tương lai chúng ta sẽ bảo toàn được cái danh thơm tiếng tốt của mình, đó là bảo toàn thân thể. Cũng giống như Hàn Tín ngày xưa, nhờ Hàn Tín lòn chôn dưới chợ mà Hàn Tín đã bảo toàn thân thể. Khi gặp một cái bọn côn đồ ác thiểu, thì lúc bây giờ tên ác thiểu đứng đầu trong bọn côn đồ này mới nhục mạ thằng Hàn Tín: "Này Hàn Tín, ngươi là một võ tướng mà ngươi lại cam tâm ở đậu với một cái bà gọi là bà giặt đồ mướn giữa chợ tên là bà Xíu Mẫu, ngươi thấy không biết nhục hả? Nếu mà ngươi là mạnh dạn là quân tử thì ngươi rút gươm ra đánh với ta một trận, hoặc là giết tụi tao đi. Còn nếu không thì ngươi lòn chôn ta ngang mà đi." Thì lúc bây giờ nếu như Hàn Tín mà tánh nóng lên, nói chung ai cũng có tánh nóng cả, theo tôi nghĩ Hàn Tín lúc đó cũng nóng lắm, nhưng mà nhờ ngài nhẫn tánh, nếu mà nóng rút gươm ra thì đồng đạo biết rằng bọn ác thiểu không phải là, phải nói rõ là đối thủ của Hàn Tín. Thì lúc bây giờ Hàn Tín sẽ giết được cái bọn này. Và khi giết được bọn này rồi thì lúc bây giờ hệ quả như thế nào? Hàn Tín không bảo toàn thân thể, sẽ bị quan huyện, sẽ bị quan phủ bắt giam, và cuối cùng thì sự nghiệp không còn, là gần như không có còn gì luôn, mất hết tất cả. Và nhờ Hàn Tín học cái bài nhẫn tánh, cho nên Hàn Tín mới sẵn sàng chấp nhận lòn chôn giữa chợ. Và nhờ lòn chôn giữa chợ mà Hàn Tín không mắc gì cả, và cuối cùng thì thân thể cũng còn y, không bị kẻ khác xâm phạm. Bởi họ chỉ làm nhục mình thôi chứ họ đâu có làm gì xâm phạm đâu, dùng lòn chôn ngang có chết chóc gì đâu. Và cuối cùng thì sau đó nhờ cái hành động đó, nhờ cái nhẫn đó, nhờ lòn chôn giữa chợ mà bảo toàn thân thể, và cuối cùng thì được Trương Lương tiến cử với Hướng Bế Công làm một vị nguyên soái, phá sở đại nguyên soái. Và sau này thì phải nói được danh thơm tiếng tốt mà Đức Thầy cũng khen, tức là khen anh Hàn Tín dạy thì mưu cao, đến sau danh nổi như cồn, làm cho Hạng Võ mắt hồn mấy khi. Hoặc là gương trước hớn tận Hàn Tín nhẫn, đã không khổ nhục khỏi ưu phiền, mà thầy viết rất là nhiều chỗ, kính thưa đồng đạo thì nó không hết. Thì qua cái nhẫn thứ bảy này, Đức Thầy muốn dạy chúng ta rằng hôm nay nếu muốn bảo toàn thân thể này trong cuộc đời sống của mình thì chúng ta phải nhẫn nhục, nhẫn tính nóng của mình, ráng nhẫn trăm phần dầu khó nhẫn đó. Dạ thưa quan chức phận làm dân, thì nhẫn như vậy thì chúng ta sẽ bảo vệ được danh thơm tiếng tốt của mình, bảo vệ được nhân phẩm, và bảo vệ được cái hậu, cái con đường danh lợi, hoặc giả là cái con đường tu hành của mình ở trong mai hậu. Thì đó là cái ý mà Đức Thầy đã dạy ở cái câu nhẫn thứ 6 này. Rồi đến câu nhẫn thứ 7 là nhẫn đức bình an tiêu vạn sự. Thì đây là cái cặp kết. Hai câu đầu là cặp khởi, câu 3, câu 4 là cặp trạng, câu 5, câu 6 là cặp luận, và hai cái câu cuối cùng là cặp kết. Vậy thì cặp kết thầy dạy là nhẫn đức. Vậy thì nhẫn đức đây là chúng ta nó hai, có hai cách hiểu. Cách thứ nhất là nhờ mình trình bày 6 chữ nhẫn hồi nãy, nhờ mình nhịn nãy giờ đó mà có được đức. Hôm nay chúng ta nhớ rằng muốn có được đức là do chúng ta phải hành đạo, phải tu tập, phải nhẫn nhục mới có được đức. Vậy thì nhờ nhịn mà chúng ta có được đức, gọi là nhẫn đức. Và cái thứ hai, ngoài việc nhờ nhịn nhẫn đức ra, thì cái thứ hai mà học được cái chữ nhẫn này thì chúng ta phải tu, phải nhẫn nhịn bước vào con đường đạo thì mới gọi là có đức. Giống như trường hợp ông Tổng Trấn Cù Lô Diên hỏi Đức Thầy đó, đạo là đức cả chứ nơi đâu mà thầy cho biết rất rõ đó. Bởi vì ông Tổng Trấn Cù Lô Diên hỏi Đức Thầy đó, tức là kính nhiệm lòng nhân, Đức Thầy hỏi Đức Thầy rằng đó, giữ đạo từ lâu kính nhiệm màu, để lòng tầm đạo biết nơi đâu, ngưỡng mong bác ái từ bi quá, trong lượng ân thầy chỉ đạo sâu. Thì Đức Thầy mới dạy ông bằng 4 câu mới đáp quả lại đó: kính nhiệm lòng nhân ấy mới màu, đức là đạo cả chớ nơi đâu, duyên lành sẵn có ơn trên quá, bồi đức bồi đắp nền nhân đức lại sâu. Như vậy thì ý Đức Thầy muốn nhắc nhở ông rằng hôm nay muốn có được đức thì đức nằm trong đạo. Cho nên nhẫn đức ở đây có nghĩa là chúng ta muốn tạo được cái chữ nhẫn, phương diện thứ nhất là chúng ta muốn tạo được đức, cái phương diện thứ nhất là chúng ta nhịn nãy giờ 6 chữ nhẫn này. Phương diện thứ hai là chúng ta phải bước vào con đường đạo, bước vào con đường tu hành mới có được đức được. Và quan trọng chúng ta phải nhẫn để làm tròn nhân đạo, bởi vì đức là đạo cả chứ nơi đâu. Chúng ta phải hoàn toàn nhẫn nhục để có được đạo nhân, thì từ đó nó sanh được đức. Và khi sanh được đức rồi, thầy dạy là bình an tiêu vạn sự. Thì cái khái niệm bình an tiêu vạn sự thì quý vị biết rằng gần như là sống trong xã hội này, chúng ta lúc nào cũng được bình an, không còn một cái sự việc gì mà nó làm chúng ta phấy rối cả. Có nghĩa là lúc này gần như mình đã hoàn thành bát nhẫn rồi. Nhẫn đến đây mà thật sự là nhẫn nhục đâu vậy, thật sự nhẫn nhục thì gần như bình an tiêu vạn sự, là gần như đến đây là chúng ta không có còn một sự việc gì chi phối.
gần như không có trò còn mà khổ nữa. Bởi vì đứt rồi, khi mà có được đứt rồi thì xin thưa quý vị rằng đó, đạo cao long hổ phục đó, đức trọng quỷ thần khâm. Thì khi một con người mà có đức rồi thì con người này phải nói rõ là gần như gọi là vô ngại tự tại. Đến đã cái nghiệp muốn đến người này cũng khó, nghiệp nó cũng trốn luôn đó. Bởi người có đức lớn rồi thì xin thưa rằng lúc này gần như là tự họ sẽ có được cái cách để tiêu trừ cái nghiệp của họ, bởi vì họ đã đạt được cái đức nhẫn rồi. Và đến cái chữ nhẫn sau cùng là nhẫn thành phú quế vĩnh miên miên. Vậy thì nhẫn thành ở đây có nghĩa là thành tựu được bài thi bất nhẫn. Nhẫn thành đây là chúng ta đã hoàn thành 8 chữ nhẫn này, hoàn thành cái món pháp bảo Đức Thầy đã trao truyền chúng ta rồi. Phú quế là giàu có đồng đạo à. Cái nghĩa đen phú quế là giàu có, mà nó nghĩa bóng phú quế thọ khang ninh, thì phú quế đây là phước đó. Bởi vì chữ phước nó gồm có 5 nghĩa: chữ phú, chữ quế, chữ thọ, chữ khang, chữ ninh. Thì đây còn gọi là ngũ phúc. Thì như vậy thì khi mà nói đến chữ phước thì người ta liên tưởng đến phú quế thọ khang ninh. Do vậy cho nên phú quế đây là phước đó. Tức là nhờ nhẫn mà có phước. Chữ vĩnh là lâu dài, và chữ miên miên là mãi mãi. Cho nên cái phước này không phải là phước nhỏ nè, đây là gọi là công đức vô lượng à. Cái phước này đạt ở chỗ gọi là Bồ Tát hạnh à. Bởi vì khi đến đây chúng ta hoàn toàn được vô sanh pháp nhẫn rồi. Khi đến bài thi bát nhẫn này, thành tựu bài thi bát nhẫn này là chúng ta đạt được vô sanh pháp nhẫn, là chúng ta gần như có được một cái sự trường tồn vĩnh cửu rồi. Vì vậy thầy mới dùng vĩnh miên miên, tức là trường tồn mãi mãi. Thì lúc bây giờ ý chỉ cho một con người không già không bệnh hết ngày nào đó, ý chỉ một con người gọi là đường sanh mạng Phật Ta Đồng Thọ, ý chỉ một con người đạt đạo, mình đã hoàn thành được một cái công tu Bồ Tát hạnh khi chúng ta hành xử được xong cái bài thi chữ nhẫn này, đến cái chỗ nhẫn thành. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì trở lại 8 câu nhẫn: nhẫn năng xử thế thị nhân hiền, nhẫn giái kỳ tâm thận thủ tiên, nhẫn giả hương lân quải hỷ, nhẫn hòa phu phụ thuận tình duyên, nhẫn tâm nhật nhật thường an lạc, nhẫn tánh niên niên đắc bảo truyền, nhẫn đức bình an tiêu vạn sự, nhẫn thành phú quế vĩnh miên miên. Thì 8 câu nhẫn, 8 chữ nhẫn này chúng ta thấy rõ đây là một món pháp bảo, chẳng những phòng thân mà món pháp bảo này nó còn sinh ra vô lượng công đức để rồi giúp cho chúng ta thành công đắc quả trong mai hậu. Và chẳng những mai hậu mà trong hiện tại, nếu hành giả thực hiện được 8 chữ nhẫn này thì tôi tin chắc rằng chúng ta đã hoàn mãn được cái giáo pháp học Phật tu nhân Đức Thầy, luôn được mọi người kính trọng thương yêu, và chúng ta cũng đã trực tiếp hoặc gián tiếp đền trả những cái nghiệp nợ mà mình đã gây tạo, và cuối cùng mình đã hoàn thành cái hạnh của Bồ Tát. Lúc bây giờ tự chúng ta là Bồ Tát, bởi mình đang thực hiện phương pháp nhẫn nhục của Bồ Tát hạnh. Thì nó không hết, kính thưa đồng đạo. Cho nên lời Đức Thầy dạy đúng với câu: ít câu mà ý nhiệm sâu, nghĩ suy cho cạn mới hầu khôn ngoan. Chỉ có đơn giản, chỉ có 56 chữ thôi, chỉ có là 8 câu thôi, mà chúng ta thấy rõ ràng đây là một cái quá trình tu hành. Từ ở những cái đạo nhân đầu tiên và đi đến cuối cùng, chúng ta đạt được quả vị thành Phật, quả vị thành Bồ Tát, quả vị tu Phật, quả vị giải thoát, nếu chúng ta thực hiện đúng theo bài thi này. Kính thưa đồng đạo, thì chắc có lẽ là đến đây cũng trên dưới đúng một tiếng đồng hồ, thì chúng tôi cũng đã trình bày xong qua cái bài thi chữ nhẫn. Bởi vì đề tài này trình bày cũng nhiều lần rồi, tuy nhiên chúng tôi cũng cố gắng mỗi lần thì có khác phần nào đó để cho đồng đạo nghe ít có ngán. Cái quan trọng nhất là chúng ta thực hành được cái chữ nhẫn trong đời tu của mình, là đây là điều cao quý rồi. Thì trong quá trình trao đổi không sao chính khỏi những sơ sót, rất mong quý đồng đạo niệm tình lượng thứ và bổ phiếu thêm. Và cuối cùng thì chúng tôi cũng xin cầu chúc cho tất cả đồng đạo chúng ta cố gắng thực hiện được chữ nhẫn trong lý Phật giáo hảo, để chúng ta đạt được cái kết quả sau cùng mà Đức Thầy dạy, đó là kiên trinh mà chịu lúc nàng tay, dẫu có gian nan giả chớ này, vàng đá bao phen cơn nước lửa, chì thao lắm chuyện lúc non hài, bền gan chờ đợi ngày sum hiệp, gắn chí trong mong bữa tiệc khai, thiên địa từng quần gom một mối, phàm trần vẹn kiếp kiến bồng lai. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà.